Bài 21 Quang hợp Ta đã biết khác hẳn với động vật, cây xanh có khả năng chế tạo chất hữu cơ để tự nuôi sống mình, là do lá có nhiều lục lạp. Vậy lá cây chế tạo được chất gì? Và trong điều kiện nào? Để trả lời câu hỏi đó, ta hãy tìm hiểu qua các thí nghiệm. Trước tiên, điều cần biết trước khi tìm hiểu thí nghiệm nếu dùng dung dịch iốt nhỏ vào chỗ có tinh bột, ví dụ như củ khoai tây, củ khoai lang, cơm hoặc ruột bánh mì, vân vân, thì chỗ đó bao giờ cũng có màu xanh tím đặc trưng. Vì vậy, dung dịch iốt được dùng làm thuốc thử tinh bột. Một nhỏ Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng. Hình 21.1 cho biết thí nghiệm xác định chất mà lá chế tạo được khi có ánh sáng. Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối trong hai ngày, sau đó dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt. Đem chậu cây đó để ra chỗ có nắng gắt hoặc để dưới ánh sáng của bóng điện 500W từ 4 đến 6 giờ. Sau đó, ngắt chiếc lá đó Bỏ băng giấy đen, cho vào cồn 90 độ, đun sôi cách thủy để tẩy hết chất diệp lục của lá. Rồi rửa sạch trong cốc nước ấm. Cuối cùng ta bỏ lá đó vào cốc đựng thuốc thử tinh bột, tức là dung dịch iốt loãng. Ta thu được kết quả như trong hình 21.1d. Phần thảo luận. Thứ nhất, Việc bịt lá thí nghiệm bằng giấy đen nhằm mục đích gì? Thứ hai, chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết? Thứ ba, qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì? Hai, xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột. Hình 21.2 cho biết cách làm thí nghiệm xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột lấy vài cành rong đuôi chó hoặc cây thủy sinh khác cho vào hai cốc thủy tinh a và b đựng đầy nước đổ nước vào đầy hai ống nghiệm úp mỗi ống nghiệm đó vào một cành rong trong mỗi cốc sao cho không có bọt khí lọt vào để cốc a vào chỗ tối hoặc bọc ngoài bằng một túi giấy đen. Đưa cốc B ra chỗ có nắng, hoặc để dưới đèn sáng có trục. Sau khoảng 6 giờ, quan sát hai cốc ta thấy từ cành rong trong cốc B có những bọt khí thoát ra rồi nổi lên và chiếm một khoảng dưới đáy ống nghiệm. Còn cành rong trong cốc A không có hiện tượng đó. Lấy ống nghiệm ra khỏi cốc B lật lại để xác định chất khí do cây rong đã thải ra bằng cách nào ta đưa nhanh que đóm vừa tắt chỉ còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm ta thấy que đóm lại bùng cháy phần thảo luận thứ nhất cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột vì sao thứ hai những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra chất khí đó là khí gì? Thứ ba, có thể rút ra kết luận gì qua thí nghiệm? Qua thị bài học này, các em cần nắm vững. Bằng thí nghiệm, ta có thể xác định được: thứ nhất, lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng. Thứ hai, trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí oxy ra môi trường ngoài. Câu hỏi về nhà. 1. Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng? 2. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong? 3. Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng? Phần quang hợp tiếp theo. 1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột? thứ nhất lá cần nước để chế tạo tinh bột nước cung cấp cho lá chủ yếu được lấy từ đất nhờ lông hút của rễ nước được chuyển từ rễ lên lá qua mạch gỗ của rễ thân cuống vào lá thứ hai ta đã biết các khoảng trống trong thịt lá có tác dụng chứa không khí vậy lá cần chất khí nào của không khí để chế tạo tinh bột để giải đáp được câu hỏi này, ta hãy làm thí nghiệm sau. Quan sát thí nghiệm ở hình 21.3 và 21.4. Đặt hai chậu cây vào chỗ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá bị tiêu hết. Sau đó, đặt mỗi chậu cây lên một tấm kính ướt. Dùng hai chuông thủy tinh A và B úp ra ngoài mỗi chậu cây. Trong chuông A, cho thêm cốc chứa nước vôi trong để dung dịch này hấp thụ hết khí carbonic của không khí trong chuông. Đặt cả hai chuông thí nghiệm ở chỗ có nắng. Sau khoảng 5-6 giờ, ngắt lá của mỗi cây để thử tinh bột bằng dung dịch iốt loãng. Hình 21.4 cho ta biết kết quả thử dung dịch iốt trên lá trong hai chuông đó. Phần thảo luận Thứ nhất, điều kiện thí nghiệm của cây trong chung A khác với cây trong chung B ở điểm nào? Thứ hai, lá cây trong chung nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết? Thứ ba, từ kết quả đó có thể rút ra kết luận gì? 2. Khái niệm về quang hợp. Hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột theo sơ đồ tóm tắt dưới đây được gọi là quang hợp. Nước, cộng, khí carbonic, dưới tác dụng của ánh sáng và chất diệp lục, cho ra tinh bột, cộng, khí oxy. Dưới công thức của nước, các em ghi, dễ hút từ đất. Dưới khí carbonic các em ghi, lá, lấy từ không khí dưới công thức của tinh bột, các em ghi trong lá. Và dưới khí oxy, các em ghi lá nhả ra ngoài môi trường. Từ sơ đồ trên, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quang hợp. Từ tinh bột cùng với muối khoáng hòa tan, lá cây còn chế tạo được nhiều loại chất hữu cơ khác cần thiết cho cây. Nhưng khi chế tạo những chất này, lá cây không cần ánh sáng như khi chế tạo ra tinh bột. Qua bài học này, các em cần nắm vững. Thứ nhất, quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí carbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời, chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxy. Thứ hai, từ tinh bột cùng với muối khoáng hòa tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây câu hỏi về nhà. 1. Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu? 2. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp? 3. Câu hỏi có ngôi sao. Thân non có màu xanh. Có tham gia quang hợp được không? Vì sao? cây không có lá hoặc lá sớm rụng như cây xương rồng cành dao thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận vì sao em biết em có biết đi thăm nhà máy chế biến thực phẩm kỳ diệu trên trái đất của chúng ta chưa có một nhà bác học uyên bác nào có thể dùng nước và không khí chế tạo ra thức ăn ấy thế mà chiếc lá xanh ta vẫn coi thường thì ngày này qua ngày khác đã hoàn thành công việc đó ở ngoài ánh sáng một cách thầm lặng ví dụ có một chất thuốc kỳ diệu nào đó có thể biến em thành một người cực kỳ nhỏ chỉ có kính hiển vi điện tử mới phát hiện ra được sau đó em lại bôi một thứ nhựa chống thấm thì em có thể đi lại dễ dàng trong chiếc lá một nhà máy chế biến thực phẩm kỳ diệu muốn vào khu nhà máy em phải đi xuống mặt dưới lá ở đó có không biết bao nhiêu là cổng ra vào mà cái nào cũng giống nhau các nhà khoa học đặt tên cho chúng là lỗ khí mỗi cổng có hai cánh cửa hình hạt đậu vì không có bản lề nên cánh cổng đóng mở cũng đặc biệt khi trời nắng các cánh cửa hút nước vào và khe giữa hai cánh cổng mở rộng cho khí carbonic ở bên ngoài tràn vào nhà máy. Đêm đến, nhà máy nghỉ, hai cánh cửa mất hơi nước sẽ duỗi thẳng ra, đóng kín khe hở lại. Thường ban đêm, cổng vẫn hé mở để nhà máy thải khí độc, tức khí carbonic ra ngoài. Đi qua cổng, em sẽ vào một phòng thoáng và rộng nhưng chống trải vì chẳng có bàn ghế đồ đạc gì cả đó là chỗ dự trữ các nguyên liệu không khí cho nhà máy từ đấy nhìn ra xung quanh em sẽ thấy cơ man nào là phòng khác nhau phòng nào cũng chật ních thức ăn hoặc máy móc em đừng sửng sốt và băn khoăn về số lượng hàng triệu phòng này biết bao giờ mới xem hết thực ra trong khu vực chính của nhà máy tức là phần thịt lá chỉ có hai loại phòng các phòng ở nửa mặt dưới lá thường là các kho chứa sản phẩm đã chế biến hoặc nguyên liệu giữa dãy phòng này với dãy phòng khác đôi khi cách nhau một khoảng không gian rộng tức là khoảng không chứa không khí các phòng ở nửa trên là hình chữ nhật xếp sát nhau theo chiều thẳng đứng có tường trong suốt chúng chứa đầy máy và là nơi sản xuất thực phẩm, tức là mô dậu. Các cỗ máy đều có hình bầu dục và đều sơn màu xanh lục đơn điệu. Các nhà khoa học đặt tên là các lục lạp. Mỗi căn phòng có từ 20 đến khoảng 100 cỗ máy. Nếu tính tất cả các cỗ máy trong chiếc lá thì con số lên đến hàng tỷ. Đáng chú ý là các nhà máy này không dùng than đá, xăng dầu hoặc điện, mà là năng lượng của ánh sáng mặt trời. Chúng hoạt động từ khi có tia nắng đầu tiên trong ngày và tan tầm vào lúc mặt trời lặn. Chỉ những ngày thật nắng, nóng và ở giờ cao điểm như buổi trưa vì không đủ nước, hoặc những ngày mây đen dày đặc thì các máy tạm ngừng hoạt động. Chúng sản xuất ra tinh bột từ nước và khí carbonic sau đó dùng thêm muối khoáng chế tạo ra các chất hữu cơ khác điều kỳ diệu hơn nữa là các nhà máy không có ống khói vì chất thải ra là khí oxy loại dưỡng khí rất cần thiết cho hầu hết sinh vật thật đáng quý biết bao vì chỉ có nhà máy của lá mới có khả năng làm cho không khí trong lành còn các nhà máy của con người chỉ làm cho không khí bị ô nhiễm vì thải ra các chất độc trong khu vực nhà máy còn có một hệ thống vận chuyển bằng đường ống lớn, bé, chằng chịt mà ta gọi là gân lá. Ở đấy mọi hoạt động xảy ra nhộn nhịp, nhưng không bao giờ xảy ra tai nạn nhờ cách bố trí đường đi một chiều rất tài tình. Có những đường ống rắn chắc, thành dày cho nguyên liệu từ đất lên, và những đường ống khác mỏng hơn, hẹp hơn chuyển thực phẩm đến các cơ quan của cây và các kho dự trữ sau khi rời nhà máy về các em nhớ dùng thuốc tẩy để trở lại nguyên hình và hãy kể cho các bạn cùng lớp nghe về chuyến tham quan đặc biệt này nhé